Châu Thanh xin trân trọng chào đại gia đình chúng ta một ngày mới. Hiện giờ thì Châu Thanh đang ở núi Hồng Cấm, tại cái nơi gọi là Ngũ Hồ Sơn. Đây nha. Ở trên đây không khí buổi sáng rất là mát ha cả nhà. Hôm qua thì Châu Thanh lên trên đây rồi nghỉ lại ở đây. Và bây giờ thì đang chuẩn bị qua bên Cần Thơ. Thì tối nay hát tại Vị Thanh. Châu Thanh ha. Đâu có nhân viên gặp Châu Thanh. Dạ Châu Thanh ha. Anh Châu Thanh ạ. Anh đến đây hồi nào vậy? Hồi hôm qua. Dạ. Bây giờ chụp hình ha. Dạ. Nhờ giúp. Rồi để nhờ em. Kê nhờ em trai chụp chung tấm nữa. Quay nhờ. Đây nào thấy để ngang vậy luôn nha, để ngang vậy luôn. Đây. Ngoài đàn chụp chung tấm. Chụp chung mà. Ba luôn hả? Bốn tấm. Mấy người cũng được. Bốn năm người luôn. Chơi người chưa? Lộc của Trang ra tôi mới thấy. Xin lại đây cho nó rộng rộng. Đây là rộng rộng chút. Đúng rồi, đám này rộng này. Thôi chụp lấy hết cảnh đồ cá nắng hay cân chụp cái cảnh cho nó. Chụp sao? Không lấy cảnh bông kìa, dùng bông kìa. Thôi vậy em muốn lại đây ha. Lấy cảnh dùng bông. Rồi qua đây. Rồi dùng bông đẹp nè. Rồi kỷ niệm cô gái bao giờ cũng thích có bông hoa. Em đứng qua đây. Rồi bắt đầu đứng. Rồi con nào chụp thì được cái máy đây. Bốn người phải không? Bốn bên hai người. Rồi. Rồi. Bên này có duyên gặp nhau tại núi Ngũ Hồ Sơn ha. Dạ. Rồi bà con niệm Phật trong tâm ha. Nam mô A Di Đà Phật. Để chúng ta dài cái chóm. Đều mạnh khỏe. Thôi đừng nói chuyện nữa. Rồi, đem gia đình mình là từ đâu đến đây? Dạ, dạ ở dạ, An Giang, Phú, Châu Đốc, Phú, Châu Đốc đi lên. Dạ, chợ Long Kiên ha. Cũng gần mà. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Nào đi lên đây gặp. Đứng đây. Gắn mặt đứng đây. Gặp anh. Dạ, tới nghỉ ở dưới. Mình đang giới thiệu cho khán giả của mình biết. Dạ. Đây, hôm nay mình ở trên núi, đây gọi là núi Cấm ha. Núi Ngũ Hồ Sơn. Núi Ngũ Hồ Sơn. Đây là Nam Diễn. Đây là người anh Cốc. Đây Cốc chủ. Dạ, một Phật. Bên đạo Phật giống như gọi là người trụ trì á. Dạ. Tu ở tại nơi đây bao năm rồi ha? Dạ, ở về đây 4 năm rồi. 4 năm rồi ha? Dạ. Có rồi hôm nay được gặp tất cả quý bà con ở An Giang ha? Dạ. An Giang. Dạ. Rồi, vui quá, hạnh ngộ chúc tất cả bà con mình. Chờ cảm ơn quà chút nữa thì anh Thanh về rồi. Dạ. Tối nay diễn ở tại tối nay diễn ở Vị Thanh. Vị Thanh ha. Vị Thanh thuộc ở Hậu Giang. Rồi cảm ơn quà. Tôi thì cũng thay mặt cho huynh đệ đồng đạo ở nơi Am Trại đây rất là hân hoan vui mừng anh ba Châu Thanh về đây viếng thăm huynh đệ đồng đạo để chung sức chung lòng đoàn kết trong cái tình thương đại đồng của nhà Phật. Và qua một đêm chuyện trò thì anh ba rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ. Và giờ đây thì chuẩn bị chia tay để làm phận sự của mình trên cái nghiệp vụ. Thì giờ đây một lần nữa xin chân thành cảm ơn huynh ba Châu Thanh đã có dành những cái thời gian hết sức là trân trọng, hết sức là quý báu để cùng hội ngộ, đồng hành với tất cả các anh em huynh đệ đồng đạo ở nơi Ngũ Hồ Sơn. Đó là một cái chân tình tri ơn cái tấm lòng cao cả quý báu vui vẻ của anh ba. Một lần nữa thành tâm mừng tụng trên mang tâm bảo lên Đức Phật, Đức Thầy gia hộ cho anh ba luôn được sức khỏe dồi dào, tinh thần an lạc. Quá hay, chào tinh thần tụng. Trước khi mình chia tay thì Châu Thanh muốn hỏi cư sĩ Hòa là tại sao gọi là Ngũ Hồ Sơn? Ngũ Hồ Sơn bởi vì trên cái núi này có 5 cái giếng, 5 cái giếng. Mà 5 cái giếng này nó nằm ở trên đá thiên nhiên, nguyên cái tảng đá lớn. Và có 5 cái hồ nước. Hồ nước này là thiên nhiên quan giả từ ngàn xưa tới đó bây giờ. 5 cái giếng này đều có nước, lúc nào cũng có nước. Cho nên gọi là 5 cái giếng, gọi là núi và 5 giếng là Ngũ Hồ Sơn. Thì hôm trước, kỳ trước anh đến đây thì có được đến đó có biết nhìn thấy được 5 cái giếng.
nó có duyên là 5 cái giếng 1 dây vậy ha. Lạ lắm đó, đại gia đình là 5 cái giếng và 1 dây thế này nè. Là có nước nữa, có nước rồi. Ở trên đầu cà, ở trên đá nữa. Ở trên đá nữa, có nước. Ở đây nè, lão bộ là đó. Nè, nè, có cái này hả? Đây này, lão bộ là được hả? Cậu, cậu, đừng đây là mình lậu lên hả? Chúc mấy chị, bây giờ để chúc người hướng dẫn để không? Để rồi không biết rồi lạc tốt ra kia. Hai thêm cháu hả? Chồng đi đi một kỳ lên nước dạng giếng sao vậy? Mai đi vậy đó. Giờ giờ sức khỏe ha. Lúc nào cũng muốn mạnh khỏe để đi viện. Cảm ơn thật nhiều hôm nay gặp được. Gắn nhớ điện Phật để quà thì lúc nào cũng tu tinh tấn cả nhà. Đến nhà dự hội lưu qua. Đến nhà dự hội lưu qua. Đến nhà dự hội lưu qua thành công viên mãn. Để ta tương phùng ha. Dạ. À, dạ, ba đây đi. Rồi, rồi. Mấy anh em Tuấn Dũng ra đây chụp mô hình được phải cái thế ở đây đi nghe. Chưa ra liền, chưa ra liền. Hôm nay có duyên được gặp tất cả bà con ở Long Xuyên. Rồi. Dạ, có. Tối nay thì tối nay nó đi diễn. Diễn ở Di Thanh. Tối nay diễn cho chương trình hội chợ thương mại Việt Thái ở tại Vị Thanh, xong rồi Giao Thanh mới về thành phố. Rồi ôm trước cho Thanh luôn đi. Rồi đứng đó đi, đang chụp hình luôn. Đây là đẹp lắm, ở lên đây cảnh đẹp lắm. Rồi chụp đi. Nhí đang chụp. Đẹp hết. À, đẹp lắm. Đợi lo cắm hoài đi với tay thật. Quý lắm á. Dạ, hình như tôi với anh ba coi coi trò. Kiếm hiểm ra. Vô. Phan lấy bàn thợ tôi nè. À, kính thưa đại gia đình. Đây là những người... Đứng nằm nó chỉ ngộ à, đứng nằm chứ nằm. Chị phòng với anh ba tôi qua coi. Dạ, sáng gọi là đồng đạo. Dạ, đồng đạo. Chụp bao một coi, chụp bao một coi, chụp kia bao một coi. Rồi bỏ tay vô. Đứng lên, đứng lên. Bỏ cho gia đình bao để tao hùng. Ừ, vậy đó mới thấy cái mặt này. Đồng thể cái nữa. Đại gia đình chụp cái nữa. Đại gia đình chụp cái. Chụp chụp tôi với anh ba mời. Hẹn tụ vô, đứng vô chụp ba tập thể mô hình. Vô. Chụp riêng rồi. Chị vô đây. Chụp riêng chào anh ha. Ai muốn chụp riêng với anh ba thì anh ba ảnh đứng đó làm người mẫu đây tới chiều. Em chụp cái chụp. Lấy cái soi ra cho đẹp. Trời. Chụp cho chụp riêng. Chụp cho tôi với anh ba đó. Ừ, dữ dội anh. Quá thế rồi. Chụp anh ba. Chụp anh ba mở lên tay. Mở máy lên. Rồi chụp riêng rồi chụp chung luôn. Quá thế rồi. Anh ơi. Rồi, tới người khác. Vô, quá nhiều rồi, bỏ rồi. Mấy này ha, rồi, chụp đi. Rồi vô. Vô luôn. Rồi vô đó, rồi ra đi. Rồi vô 1 2. Nên lấy là chút xa chút. Rồi 1. Rồi, cho ai vô nữa vô đi. Rồi 1 2. Rồi đó chị. Vô tập thể đi. Rồi vô đi, tôi chụp chưa? Rồi vô, mời vô hết nè.
vô lên anh xem. Sáu. Mời hết. Mời hết vô, mời hết vô, mời hết vô, mời hết vô. Thảnh. Hỏi ngộ, hỏi ngộ. Bắt đầu quá tuyệt vời. Đứng hơi xéo xéo à? Xéo góc hả? Tiểu B, chú B. Chị này giờ đứng đây, chị nó né vậy gì vậy? Ờ, chụp vô đứng cho vui chứ nó né gì? 1 2 3 nè, gần lên tắm nè. Quá đẹp. 1 2 3. Gần lấy không? Đó, cấp à. Rồi chụp chung với cấp chủ tắm nè. Rồi. Chụp với cấp chủ thôi. 1 2 3. Rồi tên Dũng vô. Mà anh Dũng vô, chụp giùm. Đó. Quá thế luôn rồi. Quá đắt. Cho Phú vô luôn, cho Phú. Vô đây nè, cho Phú. Dạ. Vô đây cho Phú. Để mấy nghe nha. Đang quang. Cho Phú nữa. Ồ, cảnh đẹp hết đó à. Ba. Cảnh đẹp tuyệt vời. 2 3. Cảnh sáng tinh. Quá thế rồi. Quá sáng ba lên. Cảnh đi 1 2. Anh cái máy em đang quay anh. Cái anh quay máy em đây nè ha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay nghệ sĩ Châu Thanh cùng với nghệ sĩ Hoàng Tơ Hòa Đòn trở về núi Ngũ Hồ Sơn để thăm các đồng đạo vị. Và trước lúc nghệ sĩ Châu Thanh đi lưu diễn ở dưới Dị Thanh quý vị, thì anh em đồng đạo chuẩn bị chia tay nghệ sĩ Châu Thanh quý vị, vì anh ấy đã về núi Ngũ Hồ Sơn và tại đây để mà thăm các đồng đạo, thì các đồng đạo đang quyến luyến và xin chụp hình quá đông nữa quý vị ơi, nên Châu Hú quay một cái video làm kỷ niệm. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Và giờ này thì trước phút chia tay cùng với Vinh Ba Châu Thanh, xin trân trọng kính mời anh có vài lời phát biểu cảm nghĩ sau một đêm chuyện trò ngọn bàn đạo lý, thì anh có cái cảm nghĩ gì để rồi có vài lời phát biểu và đồng thời có ít lời chia tay trong buổi hội ngộ hôm nay. Xin mời quý vị cho chào phát tay. Mời anh Ba. Vô luôn bà con, vô luôn. Này này, vô đây nè. Vô giọng hết luôn ha. Ai Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin kính lễ đức thầy và xin trân trọng chào tất cả quý đồng đạo. Thật là hữu duyên hôm nay được trở lại Ngũ Hồ Sơn. Rồi hôm nay thì được nhìn thấy cái khung cảnh của Ngũ Hồ Sơn buổi sáng. Quá tuyệt luôn. Ở nơi đây thì quý vị thấy không? Hồi nãy giờ chụp hình thì bao nhiêu người cái trầm trồ đó. Ôi sao cảnh đẹp quá, cảnh đẹp quá. Là bây giờ được thêm là người cũng đẹp nữa. Và Châu Thanh thấy tất cả quý vị đều đẹp hết. Vì mỗi người, mỗi nước, mỗi non mà khi vào cửa Phật như con một nhà, thì người nào gương mặt cũng rạng rỡ, cũng tươi cười, thật quá dễ thương. Thì trước hết anh chân thành cảm ơn chú Hòa là cấp chủ ở nơi đây đã dành thời gian tiếp đón anh cũng như tất cả những người trong đoàn cùng đi chung với nhau. Rồi cái bằng tiếp đón rồi cho săn sóc ăn uống giống như là một cái này cái người chủ giống như chủ nhà hàng nhé, lúc nào cũng ân cần. Này là ngân hàng là chủ nhà hàng Tây Phương, bởi vì về đây là chủ nhà hàng này á, về đây là chủ nhà hàng Tây Phương nên là ăn chỉ lấy tình thương chứ không lấy tiền. Mong được có tình thương anh em. Cảm ơn. Thì trước phút chia tay thì anh xin cảm ơn em thật nhiều. Chúc sức khỏe em cùng tất cả chư đồng đạo được nhiều sức khỏe và luôn luôn an lạc. Vì mình nói là đi tìm một cái an lạc mà ở nơi Tây Phương chưa thấy, nhưng mà thấy ở đây chính là Tây Phương đó. Tại vì sáng thức dậy mình nghe tiếng chim hót nha. Tại hồng hồng anh ngủ trên cốc đó. Rồi ngủ ở trên đây thì ở trên cái gốc cây nó có nhiều chim ở đó là sao? Anh nghe chim báo hiệu bình minh. Đó, anh ấy hoàng tơ ngồi thức dậy, chim hót báo hiệu bình minh rồi. Đó, vậy đó anh em cùng nhau dậy. Rồi mới về xuống xong mà chưa rửa mặt xong thì được từ điện thoại từ chú Hiếu rồi chú Hân báo hiệu anh ơi sung ăn, sung sướng làm sao. Mới xuống dậy là có ăn rồi, uống cà phê rồi. Cảm ơn nhiều anh. Chúc sức khỏe, chúc sức khỏe cho em ha, và chúc sức khỏe cho tất cả bà con đồng đạo một niềm hạnh phúc vô cùng. Sớm hơn thì Châu Thanh được làm người mẫu chụp hình. Thích quá, thích quá. Mong rằng tình cảm này sẽ mãi mãi trong cuộc sống của chúng ta. Thì ngày trở về thì rất mong bà con mình ha, thì không có gì hạnh phúc cho bằng. Mình biết là bà con tất cả những người
đến mày bỏ thời gian đến núi như thế này, bỏ thời gian để đi về, là ai ai cũng hướng tâm về để đạo pháp hết nè. Mà Đức Thầy chúng ta đã dạy là niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng và lễ Phật một lễ tàu diệt hà sa. Chắc chắn mà chúng ta thiết tha niệm Phật Di Đà chắc chắn sẽ được về mà Tây Phương. Đời chúc ai cũng về Tây Phương. Còn Tây Phương hiện tại là cứ đến với cốc chủ, cốc của ông Hòa đây, chúng ta sẽ hưởng Tây Phương hiện tại. Rồi cái bốn này chúng ta sẽ được về tuốt hết cả luôn. À, chúc tất cả những gì vậy nha. Cho anh ba chàng qua tay. Anh ba ơi, bây giờ bà con đồng đạo ở đây rất là đông. Bữa nay nghe tin anh ba thì về rất đông. Anh ba có thể trước lúc ra về anh ba tặng cho bà con một đoạn. Rồi rồi đi. Biết rồi. Biết rồi, Phú nó Phú nó hay lắm. Đó nó biết là lúc nào Châu Thanh thì gì gia tài của Châu Thanh là cái gì? Là tiếng hát. Châu Thanh là tiếng hát mà là cái gia tài của mình. Vì vậy cho nên mình muốn chia sẻ gia tài của mình đến quý vị mỗi người một, mà gia tài của mình là niềm vui chứ không phải là chết nha. Rồi. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là vũ trụ, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đợi như thoáng mơ, được mặt ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hai bên thương nhau với bằng tất cả con tim. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muôn phiền, chuyện thế sự nơi chân ai. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muôn phiền, chuyện thế sự nơi chân ai. Đây là một bài hát của một nhạc sĩ rất là trẻ tên là Hà Sơn. Không ngờ em có một ý tưởng mà nó tình người nó cao quý như vậy. Nhắc nhở chúng ta, đời là vũ trụ, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Bây giờ xin chào tạm biệt bà con mình ha. Một lần nữa xin trân trọng kính chúc bà con thật nhiều sức khỏe an lạc. Rồi bye bye. Quên A Di Đà Phật. Một lần sau cùng thì cũng xin chân thành cảm ơn huynh bà Châu Thâm. Xin chúc cho quý ba luôn luôn lúc nào cũng được sức khỏe dồi dào, sự nghiệp thành công và luôn luôn tinh tấn tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả. Cũng cầu mong những ơn trên gia hộ cho ba được thành công tốt đẹp và cũng sắp xếp có thời gian tranh thủ về đây để viếng thăm huynh đệ đồng đạo, để xem như đó là một cái món ăn, một cái niềm mãn ủi khích lệ sắp tấm tinh thần trên con đường tu thành thành tiên. Con xin chân thành cảm ơn ba. Chào bà con mình nha. Thưa quý vị, thì anh Ba Châu Thanh mới vừa tạo một cái kênh YouTube, kênh của anh là Danh Ca
Châu Thanh nhé vị. À, quý bà con cô bác chúng ta hãy bấm vào kênh của anh để theo dõi những cái chương trình của anh Ba sẽ trực tiếp để mà gửi đến quý vị những cái câu chuyện của anh Ba, những cái câu chuyện đời tư của gia đình anh Ba. Ngày anh Ba đi lưu diễn thì anh Ba sẽ đi về núi rồi ghé thăm bà con ha. Rồi quý vị hãy nhớ bấm đăng ký kênh của anh Ba nha. Danh ca Châu Thanh. Cảm ơn thật nhiều. Sắp tới anh đi diễn đâu đâu vòng vòng cái lịch sắp tới anh Ba. Tối nay thì diễn là Diệp Thanh. Ừ. Rồi mai về thì Thu Văn. À, Thu Văn rồi ngày mốt thì Văn Tuyên Linh. Yeah. Rồi ngày sau nữa thì sẽ thông báo sau. Vâng, xin chào, cảm ơn quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn. Cảm ơn cái bạn trẻ này nãy giờ quay cho chỗ Thanh đó, cảm ơn, trời ơi 20 phút luôn. Cảm ơn nha, bây giờ cho bà con ngắm lại cảnh ngũ Hồ Sơn. Đẹp không, đẹp không đó. Buổi sáng bây giờ thì tạm chia tay, bye bye. Xin chào, chào đại gia đình mình nha. Chào.